Rồi bây giờ đoàn mình đi vào thăm nhà Bác Hồ. Đây con đường bê tông đây. Không phải. Không phải, nhà này nhà khác rồi. Đó nhà. Nhà nhà hàng xóm mà, nhà Bác Hồ là ở đâu? Ồ, rồi cảm ơn Thánh Kiều. Có hàng xóm nữa. Hàng xóm này là cũng dựng lại. Dựng lại. Chắc bên nhà là nhà hàng xóm luôn rồi. Thằng Thương chiều là lũ rủ là dĩ làm đó. Nó dĩ làm. Chiều chiều rủ nhau có dĩ làm. Khu di tích rồi. À rồi nhà ông hàng xóm mà. Rồi ok, tí mình sẽ ghé lại. Có thương binh không? Anh cứ đi vào trong đấy có cơm áo ra. Trời ơi ơi. Vứt rác không một này. Hồi đó thay vì mình làm đường bê tông này thì mình lắc đá đẹp hơn này. Đá mà nó đó đẹp. Nhỏ nhỏ. Quá trang nghiêm. Ồ chỗ này có những cái rặng tre rất là thoáng này. Rất là mát. Đây để mình vào. Đây đây. Đây là nhà Bác Hồ. À, chúng ta bước vào có hai cái hàng cây này được cắt tỉa rất là gọn gàng. À, nhà Bác Hồ ngày xưa cũng rộng các bạn ạ, à, nhìn rất là rộng. Ngoài kia là có những cái rặng tre rất là xanh tươi tốt. Phía trước này hình như là trồng đạo á. Trước này trồng đạo. Đây là cái nhà của Bác Hồ ngày xưa. Đó, các bạn thấy rất thấp. Đây là một cục cúi xuống mới được. Đó. Cúi xuống. Em thu ạ. Thật rồi em. Em mời dân hoa đây này. Còn em thu hồi dân cái đoàn luôn. Ừ, đã rồi. Đây. Ở trong nhà thờ thì mình không quay phim và chụp hình. À, ra ra ok, ra ra. Tới đây mình tắt cái này. Ra đây. Đây là cái đoạn hiên phía sau. Đây là cái nhà thờ. Đó, các bạn vào đây các bạn thắp hương. Em đưa cái phiếu đưa rồi đưa rồi. Đi thuốc mình đây mà. Dạ. Rồi. Em hả? Anh ở Đà Nẵng. Đà Nẵng hả? Ừ. Đà Nẵng tình người. Đà Nẵng tình người. Em ừ. Mời các anh vào trong đây nhé. À, rồi ok. Mấy chị Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng. Tắt luôn à? Không được quay phim hả? Anh ghi âm thì được.
tỷ lớn nè, ở gì đâu cũng bán. Khách đồ cũng nhường dũng luôn trong gì. Cũng bủ đâu. Đây là cái nhà. Nhà của bác. Còn bên kia là cái nhà của cha mẹ. Cha mẹ bên ngoại đó. Thì sau khi cụ Nguyễn sinh xác, ưng mẹ Bác Hồ là bà Loan đó, thì gia đình bên ngoại mới tách ra làm riêng cho một cái nhà này. Sau tấm vải màn nhùn nâu ở sang thứ hai có một chiếc giường bé nhỏ đơn sơ. Đây chính là nơi nghỉ của bà Loan. Trên chiếc giường này, bà đã sinh hạ cho dân tộc Việt Nam ba người con ưu tú. Cô con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Thanh, người con thứ hai là Nguyễn Sinh Khiêm. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 1890, bác kính yêu của chúng ta được cất từ góc chào đời với tên gọi là Nguyễn Sinh Cung, mà khi đi học có tên là Nguyễn Tất Thành. Mẹ là người đảm nhận kinh tế trong gia đình. Ngoài làm ruộng, bà còn có nghề dệt vải. Bà con lối xóm vẫn thường kể cho nhau nghe cảnh tượng hết sức quen thuộc là ban đêm gà gáy sang canh khuya canh sớm. Nhưng mà trong nếp nhà tranh đơn sơ giản dị, gian nhà ngoài anh nói sắc rồi mài kinh sử, gian trong văng vẳng tiếng thoi của chị Loan. Hai người cùng thức, cùng học, cùng làm, cùng đồng viên nhau. Chị em cùng cảnh ngồi hỏi mẹ là tại sao thức khuya như vậy. Mẹ nói gắng sức cùng chồng cho có bàn, mong có kết quả cao hơn. Để xua đi nặng nóng của vùng quê xứ nghệ, mẹ thường đặt con vào cánh võng, vừa dệt vải và hát ru con bằng làn điệu dân ca quê nhà. À ơi, con ơi, mẹ rằng câu này, chăm lo đèn sắc cho tay áo cơm, làm người đợi sạch rách thơm, công danh phủ nhẹ, nước non phải đền. Lời ru của mẹ là hành trang, bác đã mang theo đi suốt cuộc đời. Vậy nên thời gian bác hoạt động ở Thái Lan, đêm khuya nghe tiếng bà mẹ Việt Kiều ru con, bác xúc động không ngủ được, bèn làm những vần thơ. Xa nhà chúc mấy mươi niên, đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con. Cho đến những năm tháng cuối đời sắp đi xa, bác muốn nghe một câu hò sự nghề. Đó chính là lúc bác nhớ mẹ, nhớ quê hương xa xưa. Năm 1895, bà Loan cùng chồng và hai con trai vượt đường trường Thiên Lý và kinh đô Huế nuôi chồng ăn học trường ngày đi hồi. Con đường Thiên Lý từ Nghệ An đi Huế, hồi là con đường đất quanh co hiểm trở, dài đến tận khoảng 400 km. Nhưng mà do không có tiền để đi xe ngựa, gia đình lại phải đi bộ ròng rã gần một tháng trời dưới mưa sầm nặng gắt mới có thể đặt chân trên mảnh đất Lý Đô. Năm tháng sống tại Huế, bà Loan sinh thêm người con thứ tư nữa, đó là Nguyễn Sinh Sinh. Nhưng mà sinh con trong cảnh ngồi tủ thiểu lại phải lao động vất vả, bà đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo, đó là bệnh hậu sản. Vào ngày 22 tháng chạp năm Canh Tý, tức ngày 10 tháng 2 năm 1901, bà đã trút hơi thở cuối cùng ở độ tuổi 33 để xuất sắc. Điều đáng tiếc, ngày mà bà Loan mất, ông Sắc đang làm đề lại ở trường thi Thanh Hóa, đem theo cậu cả kinh đi cùng. Cô Thanh đang ở hoàng chùa quê ngoài, bên cạnh thi hài của mẹ lúc này. Ba của chúng ta mới chỉ là cậu bé 11 tuổi, bể bồng trên tay đợi em trai chất tròn tuổi đang gào khóc vì cảnh xưa. Vậy là Tết Tân Sửu năm ấy, anh em bác phải đón xuân trong nỗi buồn đau vô hạn vì mất mẹ, vắng cha, vắng anh, vắng chị. Trở về Huế, đau xót trước cảnh tang thương của gia đình, sau khi cảm ơn bà con đã lo lắng cho việc tang xe của vợ, ông Sắc quyết định đưa các con trở về mảnh đất hoàng trù. Canh hình dung
Ngày đi, gia đình bác đầm ấm hạnh phúc bao nhiêu trong cảnh đoàn viên cọ mề. Thì ngày về cùng trên con đường ấy, gia đình bác lại đau thương, buồn tủi bấy nhiêu. Ngày đi, bác được bố cõng, mẹ gánh. Còn ngày về, ba của chúng ta phải đi bổ, đi trong nỗi đau, mẹ vừa mới mất. Hai tiệm quê hương, nỗi niềm mong đợi xa xiết của các gia đình. Bà Kép và ngoại bác Hồ đành nén đau thương để các cháu trở về, mong rằng sớm hôm nay các cháu sẽ nguôi dần nỗi đau mất con. Và khoa thi hội Tân Sửu đã đến được sự đồng viên của bà Kép. Ông sắp bước vào kỳ thi với một quyết tâm nóng bỏng, khổ luyện ác thành tài, ông đột vì phó bảng. Theo phong tục là vinh quy bãi tổ, ông sắc cùng với các con tạm biệt hoang trù để trở về sinh sống tại làng Sen. Bác ở làng Sen 5 năm, 16 tuổi người rời mảnh đất quê hương, từ đó vào Huế vào Nam xa đi tìm đường cứu nước, xa quê hơn 50 năm. Khi là cụ già 71 tuổi, bác phải có dịp trở về thăm mảnh đất hoang trù này. Vào thăm ngôi nhà mình đã sinh ra, bác như trở về với tuổi thơ năm nào. Lặng lẽ, người đưa mắt nhìn tất cả kỳ vật của gia đình. Đôi mắt người đã sưng sưng đẫm lệ khi nhìn chiếc khung cười. Bên ánh sáng của ngọn đèn dầu lạc, mẹ đã ngồi dệt vải bao đêm. Lặng nhìn cảnh võng xưa, nơi mẹ bác Xu ba chị em bác ngủ. Lặng nhìn chiếc giường bé nhỏ đơn sơ, nơi ba chị em bác cất tiếng khóc chào đời. Và khi nhận ra chiếc rương gỗ kỳ vật thân thương của gia đình, đôi bàn tay của cụ già 71 tuổi cứ run run lần theo mép xương. Một phút sau nhưng nén được xúc động quay ra người bảo: các cô, các chú thật khéo giữ, chiếc rương gỗ ngày xưa vẫn còn. Chiếc rương này là món quà hồi môn mà bà ngoại cho mẹ bác Hồ ngày ra xiết. Thuổi nhỏ, ba của chúng ta đã men theo chiếc rương để chập chững bước đi. Đó là bước đi đầu tiên trong cuộc đời của người, để rồi sau đó nổi ra những bước đi tiếp theo trên khắp bốn biển Nam Châu, tìm con đường cứu nước giải phóng dân tộc. Như vậy là hôm nay từ Đà Nẵng về đây, càng hiểu thêm về mẹ Thoan Trù, nơi bác kính yêu của chúng ta đã được cất tiếng khóc chào đời, gắn bó 5 năm đầu tiên của tuổi thơ. Toàn bộ nội dung của di tích thì em xin được phép kết thúc tại đây ạ. Chúc các anh luôn có sức khỏe dồi dào và hẹn gặp lại Đoàn nhiều lần hơn nữa trên quê hương của bác ạ.